Do đó mà tội nghiệp, thiện nghiệp xen tạp không rõ ràng, chẳng có định kiến. Như đây tạo nghiệp quá nhiều, không dễ thay đổi, thì trong nghiệp lực không thể chuyển động được. Làm tội ngày càng chồng chất, tăng trưởng không ngừng. Một khi nghiệp nhân chín mùi, thì sẽ theo nghiệp thọ báo. Ở trong các hạnh, trồng hạt giống tâm, hữu lậu, có thủ lấy, lại khởi cõi sau, sanh và lão tử. Do đó gọi nghiệp là ruộng, thức là hạt giống, vô minh đèn tối che đậy, nước ái thấm nhuần, ngã mạn tưới nước, lưới chấp kiến tăng trưởng, sân mầm danh sắc. Danh sắc tăng trưởng, sinh ra năm căn, các căn tương đối, sinh xúc, xúc đối, sinh ra thọ, thọ rồi mong cầu, sinh ra ái, ái tăng trưởng, sinh ra thủ, thủ tăng trưởng, sinh ra hữu, hữu sinh rồi thì ở trong các cõi khỏi thân năm uẩn gọi là sinh. Sinh rồi suy biến là già, cuối cùng là chết. Khi già chết thì sinh các nhiệt não. Vì nhiệt não nên ưu sầu bi ai, các khổ đều tụ tập. Ở trong các nghiệp hạnh, tất cả thiện ác hỗn hợp, thì ở trong ruộng tâm thức trồng xuống hạt giống sinh tưởng lưu chuyển. Hạt giống này là nhân của hữu lậu. Có nhân này rồi thì sinh ra chấp thủ. Có chấp thủ thì sẽ sinh ra cõi sau, bèn có đời sau. Do đời sau nên có già chết. Đạo nghiệp cũng giống như một thửa ruộng, nhân thiện ác thu ở trong ruộng ba thức, tức là hạt giống. Vô minh che lớp hạt giống nghiệp ruộng, ái giống như nước phân, thấm nhuần từ từ những hạt giống chấp thủ, hữu sinh già chết. Dùng ngã mạn để tưới bón nghiệp ruộng, thức giống. Tà kiến như tấm lưới che đậy những hạt giống nghiệp, khiến cho nó ngày càng tăng trưởng, bèn sinh ra mầm danh sắc, bào thai. Mầm danh sắc dần dần lớn lên thì sinh ra năm căn, mắt tai mũi lưỡi thân, sinh căn và tánh căn này tương đối, bèn sinh ra xúc giác. Phản ứng của xúc giác là lãnh thọ, có cảm thọ rồi bèn sinh ra tâm tham mong cầu. Đây tức là biểu hiện của ái. Ái dục một khi tăng trưởng thì sinh ra ý niệm thủ lấy, thủ tăng cường thì hình thành chiếm hữu dục. Phàm những gì thấy được một khi hoan hỷ thì muốn chiếm làm sở hữu của mình. Khi hữu thành thục thì thành công đầy đủ thân nằm uẩn ở trong sáu nẻo luân hồi, đó tức là sinh. Sau khi sinh rồi thì chẳng bao lâu sẽ biến thành suy già, cuối cùng quy về cái chết. Khi lúc già chết, trăm cảm giao tập, người xả bỏ không được ái, thương tiếc đồ vật giống như mang đi không được, ngàn vạn phiền não ràng buộc tâm. Do những phiền não đó khiến cho con người khi lâm chung thì tâm lo lắng, buồn khổ, bi ai, vân vân. Nhiều thứ nói không hết được đều tụ tập lại với nhau. Đó là do nhân duyên nên tập hợp, chứ chẳng có kẻ tập nhậm vận mà diệt, cũng chẳng có kẻ diệt. Bồ Tát tùy thuận quan sát tướng duyên khởi như vậy. Phật tử Đại Bồ Tát này lại nghĩ như vậy. Nơi đệ nhất nghĩa đế không thấu hiểu nên gọi là vô minh, làm những nghiệp quả là hành. Hành y chỉ vào sơ tâm là thức, thức cùng sinh với bốn thủ uẩn là danh sắc, danh sắc tăng trưởng là sáu xứ, căn cảnh thức ba việc hòa hợp là xúc, xúc cộng với sinh có thọ, nơi thọ nhiễm trước là ái, ái tăng trưởng là thủ, thủ khởi lên nghiệp hữu lậu là hữu. Từ nghiệp khởi uẩn là sinh, uẩn chín mùi là già, uẩn hoại là chết. Khi chết ly biệt, ngủ mê tham ái, lòng phiền muộn là sầu, khóc rơi lệ than thở là thán. Tại năm căn là khổ, tại ý tưởng là yêu, yêu khổ chuyển nhiều thành não. Như vậy chỉ có cây khổ tăng trưởng, không ta, không của ta, không kẻ làm, không kẻ thọ. Lại nghĩ như vậy, nếu có kẻ làm thì có làm việc, nếu không kẻ làm cũng không làm việc. Trong đệ nhất nghĩa đế đều bất khả đắc. Do nhiệt não yêu bi, đủ thứ nhân duyên nên đã trồng xuống đời sau. Tuy nhiên nói các khổ tích tập nhưng không có một thật thể nào khiến cho nó tích tập. Chỉ là hư vọng mà sinh, hư vọng mà diệt. Vì hư vọng mới khiến cho con người sinh ra chấp trước. Cho nên nói chẳng có một người nào tích tập. Nó tự nhiên nhậm vận mà sinh ra, nhậm vận mà diệt đi. Đức chẳng có năng diệt, cũng chẳng có sở diệt. Chẳng có năng sinh, cũng chẳng có sở sinh. Bồ Tát tư duy quan sát như vậy, dùng trí huệ nghiên cứu những vấn đề này, tùy thuận cảnh giới quan sát tướng trạng của duyên khởi, có thể kết luận rằng tất cả là hư vọng không thật, duyên khởi không tánh. Do đó,
Nhân duyên sinh ra pháp, ta nói tức là không, cũng gọi là tên giả, cũng gọi nghĩa trùng đạo. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật: vị đại Bồ Tát này tu hành Bồ Tát đạo, tích tập đủ thứ hức cản lành. Ngài lại suy ngẫm như vậy: phàm phu vì không minh bạch đệ nhất nghĩa đế, pháp bốn đế, cho nên gọi là vô minh. Vô minh tạo nghiệp, thọ quả báo, tức là hành. Hành là y chỉ tâm niệm lúc ban đầu, đây tức là thức. Với thức đồng sinh ra bốn thủ uẩn: một vô minh, hai hành, ba thức, bốn danh sắc, tức gọi là danh sắc. Bốn thứ này đồng thời sinh ra, danh sắc lớn dần bèn có lục nhập, mắt tai mũi lưỡi thần ý, căn, sáu căn còn gọi là lục xứ, còn gọi là lục nhập. Cảnh sáu trần, tức là tất cả sự tướng. Thức sáu thức, tâm phân biệt khởi lên đối với sự tướng. Ba dạng này hợp lại phát sinh ra một thứ tác dụng, tức là xúc. Tự xúc xúc tha, xúc giác tướng sinh, thì phát sinh ra thọ, là một sự cảm ứng tốt xấu, tức là thọ. Trong sự lãnh thọ, tâm sinh nhiễm ô và chấp trước, tức là một số người xem nặng ái của sinh mạng thứ hai. Ái đến cực điểm thì sinh ra tâm thủ, phải thủ lấy làm của riêng mình. Do đây mà sinh ra tâm chiếm lấy làm của riêng, bèn sinh ra hữu. Hữu tức là nghiệp hữu lậu. Từ trong nghiệp hữu lậu sinh ra sắc uẩn, tức là sinh, bèn có đời sau. Năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức chín mùi rồi, tức là già. Đến khi năm uẩn tan hoại, bốn đại đất nước gió lửa đều phân tán, thì đến thời kỳ chết, người ngu si hồ đồ đến giờ phút cuối cùng vẫn tham luyến thân xác, mọi thứ xả bỏ không được, buông bỏ chẳng đặng vì tham luyến, nên trong tâm sinh ra phiền muộn, đầy tức là sầu, khóc lóc chảy nước mắt, kêu là không ngừng gọi là thán. Nói về năm căn thì cảm giác rất là thống khổ, nói về tâm ý thì ưu bi khổ não vô hạn. Tình huống thảm thiết này càng ngày càng thêm nhiều, đây tức là phiền não bi khổ. Tình hình này giống như một cây khổ, phía trước kết đầy quả khổ, ngày ngày tăng trưởng. Trong những quả khổ này, chẳng có phần nào là ta, cũng chẳng có phần nào là của ta, chẳng có một người nào làm những chuyện này, cũng chẳng có một người nào thọ những chuyện này. Tất cả những gì hiện ra đều là hư vọng không thật. Bồ Tát lại suy ngẫm như vậy: giả như có người làm những chuyện này, thì phải có những sự tướng làm hiện ra, nhưng chỉ có khổ, lại chẳng có sự thật để chứng minh. Giả sử chẳng có người làm việc, thì đương nhiên chẳng có sự thật để biểu hiện. Đây gọi là khổ, và trong đạo lý đệ nhất nghĩa đế đều là không, hư vọng. Phật tử Đại Bồ Tát này lại nghĩ như vậy: hết thảy ba cõi chỉ là một tâm, Như Lai từ đây mà phân biệt diễn nói 12 chi, đều nương vào một tâm như vậy mà lập. Tại sao vậy? Vì tùy theo sự tham dục cùng sinh với tâm. Tâm là thức, sự là hành. Nơi hành mê hoặc là vô minh. Vô minh cùng sinh với tâm là danh sắc. Danh sắc tăng trưởng là sáu xứ. Sáu xứ ba phần hợp là xúc. Xúc cùng sinh là thọ. Thọ không nhàm đủ là ái. Ái nhiếp lấy không bỏ là thủ. Các chi đó sinh là hữu. Hữu khởi lên gọi là sinh. Sinh chín mùi là lão. Lão hoại là tử. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật: vị Đại Bồ Tát này tu hành Bồ Tát đạo, tích tụ đủ thứ căn lành, tại địa thứ sáu hiện tiền địa, lại nghĩ như vậy: hết thảy tất cả ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc đều do một tâm niệm mà tạo thành. Đức Phật đối với hết thảy chúng sinh trong ba cõi, phần môn biệt loại rất rõ ràng giải thích 12 thứ nhân duyên thành lập đều nương vào một tâm niệm mới sinh ra, cũng là do một tâm niệm trì trì. Một tâm đầy đủ 10 pháp giới, tức là đạo lý này. Do một tâm niệm mà sinh ra đủ thứ nhân duyên, mà mỗi thứ lập thành danh tướng. Tại sao vậy? Vì tùy theo sự tướng mà sinh ra tham dục. Tham dục cùng với tâm mới sinh ra thức. Thức tức là tâm, lại gọi là hành. Một khi tâm niệm động, tức là thức, nó hay khởi dụng có thể phân biệt sự vật. Sự tức là hành, có hành vi biểu hiện cụ thể. Nơi hành mà mê hoặc thì chẳng có lý trí, đầu não không rõ ràng, làm ra sự việc điên đảo, không hợp với lý tánh, vì mê hoặc nên chẳng có trí huệ, cho nên làm việc điên đảo, đây tức là vô minh. Vô minh lại cùng với tâm thức sinh ra danh sắc, danh tự và nhan sắc.
tức là ban đầu trồng xuống bào thai, danh sắc ngày càng lớn dần, bèn sinh ra sáu xứ, còn gọi là sáu căn hoặc là lục nhập. Mắt tai mũi lưỡi thần ý, sáu xứ phân làm ba phần: một sáu xứ, hai sáu cảnh, còn gọi là sáu trần; ba sáu thức, nương vào căn biết cảnh, chạy theo sự phân biệt của ý thức. Ba thứ này hợp lại với nhau thành xúc. Ba cái mà thiếu một thì không thể cùng sinh, vì xúc là có sự phân biệt, có cảm giác, xúc với xúc tương đối, tự xúc tha xúc, tự tha xúc, do đó sinh ra thọ, tức là lãnh thọ, hoặc gọi là lãnh nạp. Trong sự lãnh thọ có cảm giác tốt xấu, bèn sinh ra tâm tham, thọ thọ không ngừng. Sự tham lãnh thọ này chẳng có lúc nào nhàm đủ, ở trong đó bèn biến thành ái, do ái mà có ái dục sinh ra, hy vọng sở ái vĩnh viễn tồn tại không mất. Một khi không hoan hỉ nữa thì ghét, muốn nó chết đi, vĩnh viễn tiêu diệt. Ái bao nhiêu thì hận bấy nhiêu, do đó buông bỏ chẳng đặng, nhìn không thấu thì làm sao được tự tại. Do ái nhiếp lấy không bỏ, bèn quyết định lấy cho được, do đó bèn sinh ra hữu. Hữu này tức là hữu lậu, hữu lậu tạo ra nghiệp, nghiệp này bèn trồng xuống nhân đời sau. Nhân này giống như một hạt giống chín mùi sinh lên gọi là sinh. Sinh ra rồi, càng ngày càng lớn lên chín mùi thì già đi. Già rồi thì bắt đầu thối hóa, biến hoại. Trước hết năm uẩn đều sinh ra bệnh tật, mất đi tác dụng. Bốn đại cũng dần dần phân hóa, cuối cùng tiêu tan. Bốn đại quy về không thì thân thể sẽ chết đi,